đều lúc trước là hai bên nó chả giống nhau đúng không? Vợ phát hiện ra bảo ấy là cái lỗ mũi. Bây giờ vợ về nhìn nhìn mẹo thì có thể không, cái chỗ trước là nó ngoằn sang bên này nhiều. Đấy, bên này nó lép nhiều, bây giờ nó đỡ hơn rất nhiều rồi. Mọi khi là nằm nghiêng một bên là không thở được đúng không? Bây giờ là thở tốt hơn rồi. Thở tốt hơn rồi, nhưng mà khi mà cháu nằm nghiêng sang một bên kia thì thế nào? Cháu nằm được rồi. Nếu mà bảo nằm cả đêm thì vẫn không hết được. Nhưng mà ví dụ nằm khoảng 15-30 phút thì vẫn thoải mái. Sao nó ngủ rồi thì không biết nào nữa đúng không? Nhưng mà mình vẫn không bị cái cảm giác khó chịu như trước đúng không? Là hít thở là thông thoáng rồi nó khỏe khoắn hơn. Thế là thành ra là bị là 30 năm rồi, xoang đấy là bị 30 năm rồi. 27-28 đẻ ra đã bị rồi cô. Cô đấy mình nói là về sau là ấy như nào mà cái mũi này nó bị vẹo chứ, xong là ấy chứ. Ôi giời ơi. Đó, nào chỉnh thêm một tí nữa. 27-28 năm mà năm nay là bao nhiêu tuổi, như bằng tuổi con cô sao? Con cháu 28 tuổi. 28 mà thì còn ít hơn. 28 năm thì sinh ra đủ mức đấy. Mà chữa các kiểu rồi, bây giờ này buổi buổi này vừa được khỏe lại vừa được thông cái mũi sướng đúng không? Chỉ những cái động tác rất là nhẹ nhàng này, không có đau đớn, cười. Rồi, xoay gương. Đỡ hình chữ S rồi. Môi, ngồi dậy đi, ngồi dậy nhìn lại xem nào. Nhìn môi mới nhìn nó rõ nhất. Quay ra ánh sáng như này này, nhìn nó rõ. Đấy, nào, nhìn thẳng lên. Nhìn cái môi nhưng mà chính là bị từ bé thế thôi mà cái nó vẹo hết sang bên này, bây giờ là nó cải thiện được khá nhiều nhưng chính nó vẫn còn ấy, nó chưa hết đâu. Lúc nào đấy cứ rảnh rảnh thì lại ra bảo dưỡng. Đầu tiên thì cứ là khoảng 10 ngày hay nửa tháng thì cho ra một lần. Thế sau đó là nói chung là lúc nào mà có thời gian thì ra thường xuyên hơn, nhưng mà mình cũng để